Bitcoin thì có đúng ở sell in May không, hay là sell in May go away ấy? Tức là thường là tháng 5 ấy thì sẽ lên làm sao? Tháng 5 sẽ lên bán và tức là nó sẽ báo hiệu một cái đợt giảm. Nhưng hiện tại các bạn nhìn thấy là đối với Bitcoin ấy, thì tháng 4 đúng không? Tháng 4 Bitcoin gần như là đi ngang, nó chỉ biến động đâu đó có 2%, và hiện tại cái vùng tháng 5 ấy, thực ra là tháng 5 ấy nó hiện chưa đóng nến. Bây giờ là ngày 29 tháng 5 thì nó cũng còn độ khoảng tầm 2 ngày nữa, tức là hết ngày thứ tư thì là sẽ đóng đến cái nến tháng 5 này. Chúng ta cũng chưa biết cái kịch bản của tháng 5, nhưng mà hiện tại các bạn thì dường như là cái câu nói là sell in May, tức là bán ở tháng 5 ấy, thì có vẻ chưa đúng lắm. Nếu chúng ta vào Bitcoin ở khung thời gian tuần thì khung thời gian tuần ấy cái câu tuần trước ấy thì Bitcoin nó tạo ra một cái nến spin spin top này đúng không? Nếu mà nhìn kỹ thì nó thực ra nó là cái nến doji, cái nến pin 3. Đấy thì ngày hôm qua với cả cái việc mà Mỹ nâng trần nợ công ấy thì đã tạo ra một cái nến tuần đóng nến rất là đẹp. Bây giờ Bitcoin nó sẽ còn một cái vùng cản là 28k, và mình nghĩ rằng là Bitcoin nó sẽ có cái khả năng đi xa hơn, và cái việc mà sell in May ấy thì không phải năm nào cũng đúng đâu các bạn nhé.